Thưa quý vị và các bạn, sau rất là nhiều năm kể từ khi mà tôi mở cái kênh này ra, thì có một cái điều mà gần như là chưa bao giờ mà tôi thấy nó hạ nhiệt. Đó chính là những cái câu hỏi, những cái thắc mắc về cái chủ đề lo âu, rồi tự ti, rồi tủi thân. Nói chung là những cái trạng thái mà mình cảm thấy không hài lòng về mình và về cái điều kiện mà mình đang ở trong đó, nó rất nhiều. Đương nhiên là tôi rất là hiểu, không phải là các bạn không muốn thay đổi cái tình trạng này. Các bạn muốn lắm chứ. Và có thể các bạn thử rất nhiều cách để triệt tiêu đi được những cái tự ti, những cái lo âu, những cái tủi thân. Cố lắm, nhưng mà nhiều khi lại không được như ý mình muốn, đúng không? Thành ra, thêm một lần nữa, tôi mang đến cho các bạn những phương pháp để mong các bạn có thể giải quyết được những cái chuyện này. Tại vì thực sự mà nói, sống trên đời này mà lúc nào cũng lo âu, lúc nào cũng tự ti, rồi tủi thân, có khác nào mà chúng ta sống như là một nạn nhân không? Có khác nào chúng ta tự cho mình một cái vị trí yếu thế không? Và khi chúng ta đặt mình vào một cái thế yếu, có nghĩa là chúng ta tự mình lấy ra cái sức mạnh nội tại bên trong mình rồi. Như vậy là không tốt. Chúng ta hiểu là chúng ta có vấn đề đó, nhưng cũng phải thực sự cố gắng để vượt qua nó. Thế thì ngày hôm nay sẽ là hai giải pháp, hai cách hay là hai phương pháp để chúng ta có thể xử đẹp một cách ngon lành những thằng mà tôi vừa kể ra với các bạn. Đó là thứ nhất, lo âu. Thứ hai, tự ti. Thứ ba, tủi thân. Xử lý ngon lành ba thằng quỷ sứ này cùng một lúc. Vô ha. Rồi, hello tất cả quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với chương trình bữa nay để xử lý, để giải quyết được những lo âu, những tự ti và những tủi thân một cách ngon lành. Cái phương pháp số 1 mà tôi sẽ nói với các bạn, tôi sẽ đặt cái tên đó là nhìn ra. Tại sao lại nhìn ra? Từ từ tôi giải thích. Bây giờ mình nói chút xíu về cái nguyên nhân gốc rễ của rất nhiều những trường hợp tự ti, lo âu, tủi thân trong cuộc sống của mình. Đó là mình có cảm giác là mình bị đánh giá, đúng không? Ví dụ bạn lên bạn thuyết trình, ở dưới người ta dòm bạn. Nếu mà bạn tự ti, nếu mà bạn lo âu và tủi thân, bạn sẽ có cảm giác là những người ngồi ở dưới, bạn sẽ nghĩ là họ đánh giá bạn nói chuyện không tốt. Họ sẽ nghĩ là quần áo bạn mặc quê mùa quá. Nhiều khi bạn sẽ nghĩ là họ sẽ đánh giá là da mình không đẹp, răng mình không đẹp, tóc mình cũng lởm chởm, thí dụ vậy. Có nghĩa là rất nhiều cảm giác tiêu cực mà bạn có thể hoàn toàn suy nghĩ là người khác đang có đối với bạn, đúng không? Đôi khi một ánh mắt thôi có thể làm mình tự ti. Mình đang đi qua một cái nơi nào đó, tự nhiên có người dòm chằm chằm mình mà cái mặt họ hơi quạo, hơi bất mãn xíu. Có thể họ nhìn đâu đó mà nó vô tình nó trùng cái tầm nhìn với cái hướng mình đi thôi. Thì với những cái người mà tự tin thì không sao. Nhưng mà với những người tự ti á, những người thường xuyên tủi thân và lo âu á, họ sẽ cảm thấy rất là tệ khi mà nhìn thấy cái ánh mắt đó. Trời ơi, tại sao người đó nhìn mình dữ như vậy? Hay là quần mình bị rách? Hay là mình bị dơ chỗ nào? Hay là cái tướng đi mình thấy ghê quá? Hay là ABCXYZ? Hay là họ nghi ngờ mình cái gì ta? Trời ơi, lo quá. Trời ơi, cái suy nghĩ này là có thiệt nha, và thấy rất nhiều. Và tôi có thể dễ dàng kể ra thêm 5-10 cái ví dụ nữa liên quan tới những cái sự tự ti, tủi thân, lo âu này. Bạn đi đến một cái buổi tiệc, rất có thể bạn sẽ sợ là đồ mình mặc không đẹp, mình mặc quê mùa quá, hoặc là mình nghèo quá, đồ mình mặc đồ chợ, thí dụ vậy, rất là nhiều. Những lo âu này là có thật, chúng ta phải chấp nhận chuyện đó. Nói thiệt, bước vô một cái nhà hàng sang trọng, nhiều người rén liền. Gặp một người quá giỏi, nhiều người rén liền. Đứng trước một người xinh đẹp, nhiều người rén liền. Lo âu liền, tự ti liền, cảm thấy mất an toàn liền, chỉ muốn quay trở về phòng đóng cửa lại, đúng không? Đầy ra. Thế thì cái điều đầu tiên mà tôi hy vọng các bạn sẽ nhớ đó là thừa nhận có một cái mối lo âu như vậy. Mối lo âu là có thật, nhưng chỗ này mới quan trọng nè. Tuy rằng mối lo âu là có thật, nhưng cái sự việc đó chưa chắc là sự thật. Nói cách khác, cái suy nghĩ trong tâm tưởng của các bạn là thật, nhưng mà cái sự thật ngoài đời á, chưa chắc là nó có nha. Nhiều người trong chúng ta bị ám ảnh là người ta, những người xung quanh mình sẽ đánh giá mình, sẽ soi xét, sẽ phê phán mình nhiều lắm. Và cái điều này nó làm mình tự ti, nó làm mình lo âu, nhưng chỗ này sẽ là chỗ bẻ gãy cái nỗi lo sợ đó của các bạn và giúp các bạn giải quyết ngon lành những cái vấn đề mà tôi ghi ở trên tiêu đề. Và cái thủ thuật nhìn ra là cái thủ thuật tuyệt vời giúp các bạn giải quyết những chuyện đó. Bây giờ cách làm rất dễ. Bạn hãy liệt kê ra tầm 5 người mà thân với bạn đi, gần với bạn. Họ là đồng nghiệp hay là bạn học này nọ thì càng tốt. Họ là người dân nước lã thì càng tốt để dễ đánh giá. Ví dụ liệt kê ra thằng Tèo, thằng Tí, con Te, con Tuấn, thằng Thịt. Tèo, Tí, Te, Tuấn, Thịt, ok. 5 đứa. Liệt kê xong chưa? Ok, liệt kê xong rồi. Bạn nào mà có mối quan hệ rộng, liệt kê 10 đứa cũng được. Bây giờ nè, bước tiếp theo bạn đặt giùm tôi câu hỏi. Bản thân mình á, trong vòng 1-2 ngày qua đã dành bao nhiêu phần trăm năng lượng để phán xét 5 đứa đó? Tèo, Tí, Te, Tuấn, Tịt, Mình có hay nghĩ về tụi nó không? Mình có hay suy nghĩ liên tưởng tới tụi nó liên tục không? Một ngày của mình lúc nào cũng nghĩ tới tèo tí te tủn tịt không? Suy nghĩ thử coi, thành thật với bản thân mình. Thậm chí là tôi cho bạn thời gian một tuần luôn á, một tuần qua mình đã nghĩ sâu sắc, nghĩ liên tục, nghĩ nhiều ơi là nhiều về tụi nó, nhiều không? Thì có thể câu trả lời của bạn là ha, cũng không có nhiều hết. Phần lớn thời gian mình nghĩ cho đời mình không à. Mình nghĩ cho mình, không mắc gì nghĩ cho tụi nó. Cũng có nghĩ cho tụi nó nhưng mà đâu có nhiều. Phần lớn thời gian là mình nghĩ cho tương lai của mình, mình nghĩ cho cuộc đời của mình, mình nghĩ cho những vấn đề của mình. Chứ ai rảnh đâu nghĩ cho tụi nó trời, đúng không? Thế thì ở đây có một cái điều phải nắm đầu liền và suy nghĩ liền. Ủa, nếu như mình không phán xét, không nghĩ quá nhiều về cuộc đời của tụi nó, thì liệu tụi nó có suy nghĩ, có dành thời gian, có lên kế hoạch, có dồn năng lượng vô để nói xấu về mình hay không? Để phán xét mình hay không? Ê, rất có thể tụi nó cũng y như mình nha. Có nghĩa là tụi nó không có rảnh đâu mà suy nghĩ toàn thời gian về người khác, để phán xét người khác. Tụi nó không rảnh. Tụi nó cũng dành phần lớn thời gian để giải quyết chuyện của tụi nó. Và mình không đủ quan trọng để tụi nó phán xét 24/24 đâu. Nên thành ra rất có thể các bạn, những cái suy nghĩ, những cái nỗi sợ mình bị người này người kia phán xét, có thể là mình do mình tưởng tượng ra đó, chứ cũng không phải là do người ta phán xét mình đâu. Người ta bận cho cuộc đời của họ rồi. Nhiều khi mình cứ muốn là gắn mình làm một ngôi sao, mình quan trọng lắm nên những người xung quanh cứ suốt ngày nhìn mình, phán xét mình, để ý mình, soi mói mình hoài à. Nhưng mà có thể không phải như vậy, chỉ là cảm giác của mình thôi. Cái việc hiểu được cái điều này sẽ hữu ích với các bạn rất nhiều, để các bạn có thể bỏ qua được những cái lo âu, mặc cảm, tự ti. Tại vì rất có thể cái sự lo lắng đó là không có, mà mình buồn phiền, mình bị stress vì một cái chuyện không có thật thì nó rất kỳ cục. Ở đây tôi đã cố tình lấy một cái ví dụ dựa trên cuộc đời của chính bạn. Có nghĩa là chính bạn không hề để ý quá nhiều tới những người bạn của bạn. Bạn đâu có quan tâm là giờ này tụi nó đang hạnh phúc, đang bất an này nọ hay không. Trừ khi mà mình có xung đột trực tiếp với tụi nó thì lúc đó mình mới nghĩ tới. Còn cái kiểu mà cuộc sống, mối quan hệ bình thường và mình chỉ nghi ngờ là người ta đang để ý quá nhiều tới mình thôi, thì rõ ràng là nó chẳng có gì xảy ra cả. Mình chế ra rất nhiều, nên nhiều khi cũng biết hoài nghi bản thân mình một chút xíu nó cũng tốt. Tôi nói thiệt. Rồi tôi hỏi bạn thêm 15 phút trước bạn có nghĩ tới thằng Tèo, con thằng Tí gì không? Không, có thể bạn nghĩ trưa nay ăn gì, hoặc là tối nay ăn gì, hoặc là bạn vừa mới lướt top, bạn thấy một cái món ăn hay là một bộ quần áo nào đó đẹp quá, bạn muốn mua cái đó. Tư tưởng của bạn toàn là mấy cái đó không à. Chứ bạn đâu có rảnh để bạn để ý những người kia. Thì có thể họ cũng đang vậy đó. Họ cũng đang đi chơi, họ cũng đang mua sắm, họ cũng đang xem phim, họ đang comment, họ đang làm chuyện này chuyện nọ. Và mình không có đủ quan trọng để rơi vào trong cái suy nghĩ tâm tưởng của họ đâu. Nên hãy thực tập cái bài tập nhìn ra và hiểu rằng phần lớn những lo âu của mình là rất có thể là do mình chế ra. Mình đi làm mình gặp bà chị nhăn nhó với mình mà bà cũng không có nói gì hết, chỉ có cái mặt bà không thân thiện thôi. Tự nhiên bữa nay bà không thân thiện, cái bắt đầu mình nghĩ đủ thứ hết. Hay là chị đang ghét mình, hay là chị có chuyện gì ghim mình, hay là chị ABC XYZ với mình. Thấy không? Lo âu, tự ti, tủi thân nó ra một nồi luôn. Nhưng mà biết đâu đó cái mặt của bà đang quạo tại vì bữa nay bà bị bệnh, hoặc là bà vừa mới cãi lộn với chồng bà, hoặc là bà trả tiền góp mà tháng này không đủ tiền trả. Nó có cả 100.000 lý do, nhưng mà xác suất những lý do nó rơi vào tình trạng chủ quan của bà đang lo cho chuyện của bà sẽ nhiều hơn rất là nhiều so với chuyện bà lo cho chuyện của bạn. Bạn hiểu không? Người ta lo cho đời người ta hết à. Nên làm ơn nhớ cách số 1, tức là mình tự lấy mình là một ví dụ và nhìn những người bạn xung quanh xem mình có nghĩ xấu về họ hay không á. Tạm gọi là nhìn ra đó. Hy vọng bạn sẽ nhớ được cái kỹ thuật cũng như là ứng dụng liền ngay và luôn. Và rồi bạn sẽ giải quyết được một khúc mắc rất lớn trong cái chuyện làm sao để vượt qua được sự tự ti, rồi sự lo lắng, sự bất an, sự tủi thân. Bây giờ mình qua cách thứ hai ha. Rồi, xin mến chào tất cả quý vị và các bạn. Cách thứ hai này tôi mang đến cho các bạn để các bạn có thể vượt qua được những cảm giác tự ti, lo lắng cũng như là tủi thân. Đặc biệt là khi mà trong bạn có cái sự lo sợ, có người đang đánh giá mình, thì hãy áp dụng cái cách thứ hai này. Cách thứ hai này thực ra là cách mở rộng đối với cách thứ nhất. Nó có liên quan đó, nhưng mà thực ra nó là một cái kiểu rộng hơn. Và nó cũng khác nha, chứ không phải là lặp lại cách thứ nhất đâu, đừng lo. Chúng ta sẽ tạm gọi cái cách thứ hai này đó là nhật ký quan sát. Hồi nãy là nhìn ra, tức là mình lấy mình làm trọng tâm. Nhưng mà ở cái cách thứ hai này, nhật ký quan sát, thì mình lại lấy người khác làm trọng tâm. Nếu mà bây giờ nè, một ví dụ, bạn đi làm ở công ty, đi làm ở công sở, bạn có cảm giác là con A hay là thằng B gì đó đang nói xấu mình. Nó làm mình lo âu chứ. Tại vì cảm giác mình có thể bị ghét là mình đã buồn rồi, mình đã tự ti rồi. rồi mình mua một đôi giày mới, đôi giày này rẻ tiền thôi, mình mang mà mình thấy người ta cứ nhìn giày mình, thí dụ như vậy. Mình cũng tự ti chứ, sợ người ta đánh giá là thằng này mang giày fake, mang giày rẻ tiền, sinh ra cái sự tủi thân, đúng không? Rồi mỗi lần mình phát biểu, mình sợ người ta đánh giá mình ngu, không có trình độ, rất nhiều. Thế thì một lần nữa tôi nhắc các bạn, cái cảm giác tủi thân đó, cảm giác tự ti đó là có thiệt. Nhưng ở ngoài đời thực tế nó có hành động cái sự vật đó không thì chưa chắc. Rất có thể đây lại là một cái sản phẩm tưởng tượng của mình. Nhưng mà đương nhiên, nếu tôi bảo các bạn đó là sản phẩm mà chúng ta tưởng tượng ra thì các bạn đâu có tin. Mình phải có một cái công trình nghiên cứu của chúng ta rõ ràng thì chúng ta mới tin. Mắt thấy tai nghe thì mới tin. Còn không là nghe chơi các bạn không tin đâu. Thế thì chúng ta sẽ làm một cái công trình vui vẻ, đó là thí nghiệm quan sát. Chúng ta sẽ cần một tờ giấy. Và mỗi một tờ giấy đó sẽ có ghi tên của những người mà mình đưa họ vào cái diện nghi ngờ là họ có thể đang có ác cảm với mình, đang muốn chơi xấu mình, hay là đang đánh giá, đang phán xét mình, ví dụ vậy. Thì trong cái tờ giấy đó mình ghi cái gì? Mình ghi là cái nhật ký mình quan sát họ. Và tốt hơn hết, 1 tiếng đồng hồ các bạn có thể ghi 1 lần. Tại vì cái này các bạn làm 1-2 ngày là các bạn có kết luận. Ví dụ các bạn đang soi anh A đi. Anh A 8 giờ quan sát ảnh coi ảnh đang làm gì. Ảnh đang tập trung làm việc. Mở ngoặt, ảnh không có để ý tới mình. 9 giờ nhìn ảnh, ảnh đang order cà phê. Mở ngoặt, ảnh không có để ý tới mình. 10 giờ ảnh yêu cầu mình gửi báo cáo. Mở ngoặt, ngôn ngữ trung tính, không có hàng học. 11 giờ ảnh ra ngoài rửa mặt hóng gió và đi vô, mặt hơi căng thẳng. Mở ngoặt, nhưng cũng không có làm gì mình. Đó là được buổi đó. Buổi chiều cứ làm tương tự vậy. Sở dĩ mà các bạn cần phải ghi lại cái nhật ký quan sát của bạn với những người xung quanh đó, để các bạn có một cái cơ sở dữ liệu hoàn toàn thực tế rằng họ có để ý bạn nhiều, có nói về bạn nhiều như là bạn suy nghĩ hay không. Và rất có thể sau khi mà làm xong những cái bài nghiên cứu này á, chúng ta sẽ nhận ra wow, hầu hết chúng ta đều xứng đáng đoạt giải Oscar cho vai diễn viên và cho vai đạo diễn. Tại vì chúng ta vẽ chuyện kinh khủng quá. Khi chúng ta đã làm cái thống kê, chúng ta sẽ thấy là đôi khi cả ngày, thậm chí người ta không thèm nói gì tới mình luôn á. Chứ đừng nói là mình có cảm giác là người ta quá chú ý tới mình. Có rất nhiều cảm giác cần phải dùng sự thật để đạp nó. Chứ nếu không là mãi mãi chúng ta sống trong cái ảo tưởng là chúng ta bị mọi người xung quanh quá chú ý, quá để ý. Hóa ra họ không quan tâm tới mình nhiều hơn là họ quá quan tâm tới mình. Và cái này mà kết hợp với lại cái cách số 1 nữa thì số dách luôn. Kết hợp với cách số 1 là sao? Là người ta bận lo chuyện của người ta rồi, người ta bận lo về cuộc đời của người ta rồi, người ta có những mục tiêu, có những áp lực, có những buồn, vui, đau, khổ của riêng người ta, và cái đó đã lấy hết thời gian của họ rồi. Mình không phải là một cái celeb, một ngôi sao để có thể nhảy vào đời sống đời thường của họ quá nhiều đâu. Mình không quan trọng tới mức đó đâu các bạn. Cũng y hệt như người ta cũng chẳng quan trọng để có thể nhảy vào đời sống của bạn thật là nhiều thời gian. Không được đâu. Bạn hiểu ý tôi không? Ai cũng quan tâm chính mình nhất. Mình phải thoát ra khỏi cái nhận thức là họ lúc nào cũng để ý tới tôi, họ lúc nào cũng soi mói tôi, họ lúc nào cũng xăm soi tôi. Đâu kể coi hồi nào. Các bạn phải làm cái bài tập này với tất cả những người mà các bạn nghi ngờ. Thì các bạn sẽ thấy là phần lớn mọi người không care tới bạn đâu. Hoặc là nếu có người care thì cùng lắm là một ít người thôi. Và bạn nhận ra ông A thì có care tới tôi, ông A thì có care tới tôi, nhưng cả cái phòng này chẳng ai care tới tôi cả. Thì như vậy nó cũng đã trở nên rất lành mạnh, vì mình sống mình phải nhìn sự thật mình sống chứ. Sao mình sống bằng cái chế độ mà ảo tưởng rồi chế ra đủ thứ cái bi kịch cho chính mình trong khi nó không hiện hữu ha? Đương nhiên tôi rất hiểu hoàn cảnh có thể tạo ra rất nhiều cái lo âu, tự ti và tủi thân. Bên ngoài á, nó tạo ra nhiều lắm. Nhưng mà cái nào có thì mình thừa nhận, cái nào không thì thôi, chứ đừng có vẽ lên. Trong rất nhiều tập tôi đã nói với các bạn rồi, não của mình nó bịa cũng kinh dị lắm. Nhiều khi chuyện không có gì hết á, mà nó làm rần lên dữ lắm. Nói hơi ra ngoài cái tập kỳ này một xíu, các bạn thấy rất nhiều những hiểu lầm giữa con người với con người. Những người cạch mặt nhau, chưa chắc là cái sự cạch mặt đó là hiểu đúng nhau. Nhiều khi đó là hiểu lầm, và thậm chí rất nhiều người trong chúng ta biết cái đó là hiểu lầm. Nhưng vì tự ái, vì cái tôi của mình mà chấp nhận mất luôn mối quan hệ đó mà không quay trở lại xin lỗi. Nghiêm túc luôn, tôi gặp cái tình trạng đó rất nhiều rồi. Vậy nên cái đầu của mình, cái não của mình nhiều khi nó cà chớn lắm. Và mình phải biết cái khuynh hướng đó. Nó hay thổi phồng lên, nó hay làm quá lên, nó thích drama mà. Nên nhiều khi chuyện không có gì nó cũng làm cho mình trở nên nghiêm trọng. Và cuối cùng nó trút hết tất cả những cái hậu quả lên bạn. Nó làm bạn lo, và lâu ngày tích tụ lại thì nó sinh ra cái gì? Sinh ra cái tiêu đề của cái bài kỳ này đó: lo âu, tự ti, tủi thân. Nhiều khi bước vô một cái bữa tiệc sinh nhật, cứ sợ người ta đánh giá mình ăn mặc này nọ, trong khi nếu mà bạn làm cái bài tập quan sát này, bạn sẽ thấy là người ta lo, người ta cụng ly, người ta lo, người ta nói chuyện phím chúc mừng, chứ ai quan tâm bạn mặc cái gì. Nếu mà họ không thích những gì bạn mặc thì nó cũng xảy ra trong thoáng chốc, rồi người ta cũng sẽ quay trở lại với cuộc đời của người ta. Mình không quá quan trọng. Tôi nói các bạn phải nhớ cái chuyện này. Chúng ta không phải là superstar để có thể dễ dàng len lỏi vào đó của người khác và ở lại trong đó nhiều tiếng đồng hồ đâu. Chúng ta không ở được cái trình độ đó. Một ngày họ sẽ dành cho chúng ta một ít suy nghĩ, đặc biệt là khi chúng ta cùng xuất hiện ở trong một cái môi trường làm việc này nọ. Và rất có thể khi bước ra khỏi cái môi trường công việc đó thì bạn không có cửa vô đầu của họ đâu. Họ bắt đầu quan tâm tới những chuyện khác. Tối nay ăn gì, đi chơi ở đâu, uống cà phê ở đâu, làm gì, đọc sách gì, nghe nhạc gì, đi quẩy ở chỗ nào, tuần sau đi du lịch ở đâu, hoặc là tiền nhà sắp đóng rồi, thôi bây giờ mình, hoặc là tới giờ rước con rồi, rồi về nhà cãi lộn với chồng chơi, thí dụ như vậy. Thiếu gì chuyện người ta lo, và mình không có nhảy vô được. Phải tin cái khuynh hướng đó ha. Rất hy vọng hai cách rất đời thường, chỉ cần bỏ một xíu thời gian suy nghĩ thôi là sẽ làm tới à. Hai cái cách này sẽ thực sự hữu ích với tất cả quý vị và các bạn. Tiếp thêm một cái sức mạnh nữa để mà bỏ đi, giải quyết ngon lành những cái tự ti, những cái mặc cảm tuổi thân nó không đáng có, để mà mình vui vẻ mình sống chứ. Chứ mình chơi cái trò mà đạo diễn phim buồn cho cuộc đời mình hoài cũng mệt lắm ha. Vậy thì cái bài này tôi xin phép được dừng lại tại đây. Tại vì cái chủ đề về tự ti, tuổi thân nó rộng lắm, nên cái bài này chỉ khai thác một khía cạnh thôi. Sẽ còn nhiều bài khác nữa, nhưng mà thôi, giờ nó cũng tương đối dài rồi và cũng khá là chi tiết cụ thể rồi. Bye bye các bạn nha. Xin chào và xin hẹn gặp lại vào tuần sau.